Phượng Hoàng trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 30/07/2020. Chiều nay, trên bầu trời Sài Gòn Phượng Hoàng lửa xuất hiện rực rỡ, kỳ diệu trên bầu trời. Phượng Hoàng xuất hiện khoảng 2 đến 3 phút rồi tan ra, cả bầu trời chìm vào bóng đêm. Google đọc rằng, theo truyền thuyết, chim Phượng Hoàng là biểu tượng cho sự tái sinh. Trong truyền thống Á Đông, chim Phượng được coi là có cái mỏ của gà mái, cổ của rắn, trán của chim én, lưng của rùa và đuôi của cá. Là con vật không có thực nhưng chim Phượng được coi là hội tụ vẻ đẹp, sức mạnh của một số loài chim và các loài khác để tôn sùng tính chất linh thiêng. Nó trở thành biểu tượng của tầng trên bầu trời, của nguồn sinh lực thiêng liêng, hiện thân của thánh nhân trên người tài, là biểu hiện cho ước vọng của người Việt trong mối quan hệ với thần linh và với ước vọng cầu phúc. Nếu như rồng được xem là đứng đầu trong các loài bò sát, biểu tượng của sự sinh sôi, của phương đông, của mùa xuân thì chim Phượng được tôn vinh là nữ hoàng của các loài lông vũ, là biểu tượng của mặt trời, lửa, phương nam, mùa hạ. Chỉ xuất hiện vào thời bình thịnh trị và ẩn mình khi có loạn lạc, do đó chim là biểu tượng cho sự đảm bảo thái bình. Chính vì thế hình ảnh chim Phượng ở hoàng cung còn như là sự tán dương thêm vào niềm kiêu hãnh của vị hoàng đế. Ý rằng, thời hoàng kim yên bình nên có chim Phượng xuất hiện. Chim Phượng thường được thể hiện đứng trên những cuộn sóng biển đầy uy lực siêu nhiên. Trần Nguyễn Bảo Nhân, Trang Thị Tuyết Linh.